Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài chính và các ngành chức năng liên quan của huyện Phước Long đã cưỡng chế thi hành án đối với ông Quỳnh Văn Hiệu ở ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế buộc ông Quỳnh Văn Hiệu có trách nhiệm tháo dỡ hàng rào dây kẽm gai và các cây sắt đã cắm trên diện tích 121,8 m² đất ở ấp Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây, thuộc quyền sử dụng của bà Diệt Thị Dạ Hương, ấp Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Ấn định, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Cục Thi hành án dân sự tỉnh tống đạt hợp lệ quyết định này, ông Hiệu phải tháo dỡ để trả lại diện tích đất nói trên cho bà Hương. Trường hợp ông Hiệu không thực hiện, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 5 ngày làm việc để thực hiện nghĩa vụ. Khi hết thời hạn sẽ giao cho người có điều kiện thực hiện hoặc chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án. Tuy nhiên, qua nhiều lần làm việc, ông Hiệu vẫn không chấp hành. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hàng rào dây kẽm gai và các cây sắt cắm trên phần đất này, đồng thời làm việc với con ông Hiệu là Quỳnh Thủ Nhiệm về việc nhận lại cây sắt và dây kẽm gai đã tháo dỡ, nhưng ông Nhiệm không đồng ý. Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo cho gia đình ông Hiệu, trong thời hạn 3 tháng, gia đình ông có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thi hành án để nhận lại cây sắt và hàng rào dây kẽm gai đã tháo dỡ. Nếu gia đình ông Hiệu không đến nhận, thì cục sẽ tiến hành xử lý theo quy định.